Ok, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel Kiếm Tiền .tk. Thì hôm nay là một ngày mình tiếp tục mình rút tiền trên cái con app là Money01.com. Thì vừa rồi mình có làm một cái clip rút tiền đó, thì mình rút 200k. Thì hôm nay là ngày 22 tháng 4 thì mình tiếp tục mình rút thêm 200k nữa nha các bạn. Thì thực sự ở đây mình cũng là một người chơi thôi, thì mình chơi xong rồi mình sẽ chia sẻ, mình quay clip cho các bạn coi thôi. Chứ mình cũng không phải là chả có thằng nào nó đưa tiền cho mình quảng cáo, mình chả phải mình làm cho cái con app nào hết á. Thì rút tiền thì mình nhập mật khẩu rút tiền của mình vô nha. Rồi sau đó mình nhập số tiền cần rút nè. Mình nhập 215k. Thì tại cái phí nó là 15 ngàn đó, cho nên mình nhập vô 215 cho mình rút cho chẳng 200k nè. Ok, thì mình đóng cái lệnh rút của mình. Các bạn để ý nha, trên đồng hồ bây giờ là 5 giờ nha, 5 giờ chiều nha, ngày 22 tháng 4 2021 nha. Thì mình đã đặt cái lệnh rút rồi, thì vào lịch sử rút tiền coi nè. Thì cái lệnh rút nó đang duyệt đây, ngày 22 tháng 4 2011 nha, 2021 nha, 5 giờ nha. Rồi, ok, thì chúng mình sẽ chờ xem là khi nào tiền nó vào nha. Lần trước mình rút thì lần trước thì 5 giờ rưỡi mình rút, tới 8 giờ rưỡi thì nó vào. Hôm nay mình rút thì không biết là nó mấy giờ nó vào đây. Ok, thì hôm nay tiền nó về sớm hơn ngày ngày trước mình rút nữa các bạn. Đây là mình vào app là nó để lệnh rút nó thành công nha bạn. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ vào phần tin nhắn điện thoại mình coi nha. Thì đây, nó đã thông báo tài khoản mình được cộng 200k vào lúc ngày 22 tháng 4 2011. Vào lúc 19 giờ 54 phút nha bạn. Là nó còn sớm hơn, còn là nó sớm hơn cái lần trước mình rút tiền khoảng 1 tiếng đồng hồ luôn á. Thì mình thấy con app này thì nó chơi nó cũng uy tín, cũng ok. Và trong cái thời gian này nó cũng mới ra thôi các bạn, đầu tư bây giờ là vẫn còn kịp đó, chỉ nên đầu tư lúc những con app mới ra thôi. Nhưng mình cũng có nói nhiều rồi đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại clip tiếp theo nha.